Mọi người, ủa có vẻ đặt caption sốc quá hay sao mà mọi người vào nhiều thế này. Hôm nay Sarah livestream như này là để công khai người yêu mới của Sarah. Anh Neil, anh có thể lộ chân cho mọi người xem được không? Vâng, đây là chân của người yêu mới của mình. Bây giờ anh có thể lộ tay cho mọi người xem được không? Bây giờ anh có thể lộ mông cho mọi người xem được không? Đấy là người yêu mới của Sarah, Sarah gọi là anh yêu. Rồi, mọi người tò mò là ai không? Sao ai cũng thả ha ha mà chưa ai đoán được là ai à? Không ai đoán được đúng không? Ok, bây giờ Sarah sẽ giới thiệu cho mọi người người yêu mới của Sarah. Chồng ơi! Ta-da! Xin chào tất cả mọi người, mình là... Tùng Maru! Người yêu của Sarah. Đây, tụi em mặc từ bây giờ. Hôm nay có vẻ là một cái ngày sẽ khiến cho mọi người bất ngờ sau này. Ừ. Có nghĩa là mọi người Tùng với Sarah livestream là cũng để cảm ơn mọi người thời gian qua. Mọi người đã ủng hộ Tùng với Sarah. Cái buổi livestream hôm nay là Tùng với Sarah vẫn cũng phải thực sự là suy nghĩ rất là kỹ. Suy nghĩ rất là kỹ tại vì sợ là mọi người sẽ không có đón nhận nó được. Kiểu như là mọi người chỉ nghĩ là hai tụi em là anh em thôi á. Xong bây giờ tự nói quen nhau sợ mọi người sốc quá. Mọi người ơi, đây là 100% sự thật. Ừ, mọi người nên tin đi. Đây, hôm nay á, anh Tùng dắt ra đi mua đồ đôi. Tâm là anh Tùng lựa đúng cái áo là yêu em, suốt đời yêu em. Giống như là đang nói với Sarah vậy đó. Sau 4 năm cuối cùng cũng đến với nhau. Mình... Tại sao cũng đến với nhau từ 4 năm trước nha? Buồn ghê đó anh. Cái tay hai người kia nè, nắm tay cho mọi người xem nè. Sao anh không có tặng nhẫn cho em? Để em khoe nhẫn. Anh đang đợi, anh đang đặt chiếc nhẫn to hơn chiếc nhẫn của chị Nhi. To bằng cái đầu đúng không? Đội lên đầu luôn. Anh chính thức là tình địch của em rồi đó. Đỗ Hoàng Dương đang xem. Dương ơi, người yêu Sarah này. Cái gì mà anh ngô sắc cứ bảo hôn nhau hoài à? Cái gì mà diễn gì ở đây? Em đang nói thật mà. Anh chị hát đi hài bà. Ta thế có mất rồi. Ê. Cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ đến thật gần là tim tớ như đang trong mưa lần. Oh, phải làm sao đây? Hey. Thật ra anh chị quen nhau cũng được khoảng thời gian là tầm mấy tháng rồi đó. Nhưng mà tại vì không muốn công khai với mọi người. Thật ra là cái việc công khai nó cũng hơi nhạy cảm so với công việc của lỡ Tùng. Lỡ như ấy. Sau này có chuyện gì đó sợ là mọi người sẽ buồn nên là không có dám công khai. Anh chứng minh cho người ta xem đi nào. Như vậy rồi. Như vậy rồi. Ôi nổi hết cả da gà lên yêu ơi. Ai tỏ tình vậy ạ? Anh tỏ tình trước. Nhưng mà thật ra là đợi anh Tùng lâu quá, chị đừng chị tỏ tình trước. Nhưng mà may là lúc đó anh Tùng tỏ tình chị luôn. Thôi bây giờ đến lúc phải nói ra vén bức màn sự thật. Ừ. Thật ra là Tùng với Sarah đang tham gia một cái chương trình tên là 24 giờ thử yêu. Nói chung là vẫn có yêu. Có mấy người tin thật luôn, em không tin được. Có mấy anh chị nhà báo còn vào chúc mừng nữa. Thật ra là Tùng Sarah cũng có yêu nhau nhưng mà là chỉ là trong 24 giờ thử yêu thật. Ừ. Đây mọi người đây. Thì là Sarah với lại anh Tùng được nhận thử thách từ chương trình là livestream công khai với lại mọi người. Thì hiện giờ trong 24 giờ ngày hôm nay thì anh Tùng với Sarah thật sự là đang làm quen nhau. Chỉ là sau 24 giờ thì sẽ không có... Thì chưa biết sau đó sẽ như thế nào. Hóng tập này hả? Nhớ đón xem nha mọi người. Nhớ đón xem vào 22 giờ 45 thứ tư hàng tuần trên HTV7.
Bây giờ thì nãy giờ chọc mọi người quá sợ mọi người giận, nên là thôi Sarah với anh Tùng sẽ tặng cho mọi người đoạn điệp khúc của bài Tết Cậu, mọi người nhớ không? Ủa có vẻ mọi người rất sốc nhỉ. Bình thường em livestream sao mọi người không vào nhiều như này đi. Nói yêu nhau mọi người. Đây là chương trình 24 giờ thử yêu. Thuyền này sẽ trôi về đâu? Mọi người muốn biết cái buổi hẹn hò của Tùng với Sarah như thế nào thì đón xem chương trình 24 giờ thử yêu nha. Bây giờ em và anh sẽ thay phiên nhau hỏi người còn lại về tật xấu và người còn lại sẽ phải trả lời thật. Anh hứa là anh phải thật đi. Ok. 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 Sao mặt giang á? Mặt em nhẹ, mày không có gì chứ. Mà may quá hôm nay chị mới có 24 giờ đi. Người yêu tôi mà mặt giang vậy tôi chịu không nổi đâu. Rồi, anh hỏi trước đi. Có phải chết rồi Sarah, không có tật xấu thôi. Một người quá tốt. Một người thiện lành. Có phải em thức rất khuya không? Cũng đúng nhưng cũng không đúng. Có những lúc em thức nhưng mà có những lúc em ngủ rất sớm. Nghĩa là trong một tuần chẳng hạn như 4 ngày thì em ngủ rất là nhanh đi, ngủ sớm đi. Còn 3 ngày còn lại thì em có công việc hoặc là có lý do gì đó làm em phải thức khuya. Ừ. Chứ em vẫn thích ngủ sớm lắm, em tầm 10 giờ là em bắt đầu ngủ. Ừ, tên hỏi anh á. Có phải mặt rất cam chịu, mặt rất cam chịu tại biết là em biết tật xấu của anh. Mặt căng thẳng, mặt lo lắng. Anh Tùng bị quá nghiện nước ngọt không? Đúng. Lý do? Cái này một phần là nó xuất phát từ cái thói quen thời còn nhỏ của anh. Ừ. Có nghĩa là thời nhỏ thì anh cái việc uống nước ngọt của anh nó thoải mái lắm. Ừ. Anh không có bị người lớn nhắc thì nó có thành thói quen khi mà anh lớn lên hầu như là nó nặng hơn. Nó dạo gần đây thì nó giảm rồi. Em thấy dạo gần đây giảm rồi. Tại em thấy có một đợt là anh uống quá nhiều luôn, em lo luôn á. Và em nghĩ là anh nên bớt uống đồ ngọt lại đi. Tại vì nó không có tốt cho sức khỏe. Cái này là em nói thật, em lo ấy. Vì tương lai của con chúng ta. Vì tương lai của con chúng ta. Ok, rồi ok. Là anh hỏi đi. Có phải Sarah rất dữ không? Thật ra thì em không dữ. Ừ. Nhưng mà chẳng qua là kiểu em hay đùa giỡn với mọi người á. Ừ. Kiểu em hay chọc anh nè, chọc anh chứ mà mọi người là kiểu hay bắt nạt anh á. Ừ. Qua đó mọi người tưởng là em dữ. Ừ. Nhưng mà anh biết anh mà em dữ. Nhưng mà em rất hiền. Hả? Em rất hiền, em chỉ dữ khi em tập boxing thôi. Tay em đúng không? Tay em. Có phải anh Tùng lười tắm? Cái này em cũng nghe tin đồn thôi. Lười tắm là cái này là thật ra là
cũng oan cho Tùng. Tại vì cái tin đồn lừa tắm này là từ ngày những cái ngày đầu là Tùng mới vào công ty, thì thực chất là cái thời gian đó lừa tắm thật. Là tại vì nhà Tùng rất là xa. Nhưng mà mọi người biết hồi xưa là Tùng làm dancer, thì dancer là sáng đi tập ở một chỗ này, xong trưa lại tập ở một chỗ kia, xong chiều lại bắt đầu đi tập một chỗ khác. Phòng tập thì làm gì có chỗ đâu mà chỗ nào mà tắm. Đó thì đó là hơi oan. Thật ra em nghĩ là quen nhau á thì phải gọi là chấp nhận cả những cái tật xấu lẫn tật tốt của người ta. Vì có tật tốt nên là sẽ có tật xấu mà, đúng không? Chứ không thể nào mà chỉ một không được. Và em thấy những cái tật của anh Tùng khá là dễ thương chứ không phải là tật xấu. Nên là em thấy rất là bình thường. Anh cũng giống em á, có nghĩa là đã gọi là quen nhau rồi, đã gọi là yêu nhau rồi, thì nó phải là một cái sự đồng thuận đến từ cả hai bên, một cái sự chấp nhận cái tật xấu đó mình không thích. Nhưng mà mình ở bên trong mình vì quá yêu cái người đó thì cũng sẽ có một cái sự hy sinh để mà gọi là bỏ công ra, nên tật xấu thì vẫn là sửa được mà. Đúng không? Yeah. Bây giờ mình sẽ có một cái nhiệm vụ mới. Giả sử đặt vào tình huống của một cặp đôi yêu nhau và đi quá giới hạn, phát hiện có bầu, thì hai bạn hãy gọi điện cho một người thân để thông báo và giải quyết việc này. Ok, gọi điện hả? Anh, em nghĩ là chắc gọi cho các anh Unify đi. Unify hầu như hôm nay ai cũng biết anh đi với em. Làm sao chị? Đây là biết tham gia chương trình đấy. Làm sao ta? Ô sát, Emma. Ừ, Emma được á. Emma á? Ừ. Okay. Chị Emma của nhóm Line. Nhưng mà kịch bản. Nói đi anh. Alo, chị đây. Em Tùng nè, Emma ơi. Điện thoại mất pin rồi. Ừ. Ừ, sao chị đây? Em bảo này, không nói ai nha. Ừ. Chị ơi, chị giúp tụi em nhớ, tụi em làm mất. Sao đó? Tại vì là tụi em đang gặp chuyện. Đang chuyện gì? Sao á? Ý là tụi em đang hơi tế nhị xíu, chị có đang bận không? Sao? Tại vì là em với Tùng gần đây quen nhau được vài tháng á. Chị không tin đâu. Em đang nhờ chị giúp mà chị. Em ơi em à, thật. Thật. Ôi, thật á? Thật. Mà sao, chuyện gì, nói đi chị nghe. Tại vì là em mang bầu. Không, mà em bị điên. Chị chắc chắn là em đang nói xạo luôn. Em đang sắp ra phim chứ gì, cho nên em lừa chị đúng không? Không chị có, quá là không cái có rồi, thật ra. Không có, cái nào không có liên quan với phim. Mà ý là tụi em, thật ra của em cũng không có chắc là có bầu hay không, nhưng mà tụi em cảm giác á, ý là cảm thấy nó cứ sao á. Khiếp thật á. Thôi đừng có lừa chị. Ôi chị kỳ vậy. Thật. Ê nhưng mà Hansara đủ tuổi chứ vậy? Là không phải em có chuyện đi tù nha tụi. Đủ rồi. Nhưng mà em hỏi thật á, bây giờ nếu mà bây giờ để không có một cái hướng giải quyết tốt nhất á, mà để cho không ảnh hưởng tới sự nghiệp của tụi em, cũng như không ảnh hưởng tới công ty hay là gia đình này nọ, thì giờ phải làm sao? Ê, chị nói thật á, chị nghĩ là phải tạm dừng hoạt động một thời gian nhé. Người ta không để ý đến mình, nên mà trong cái thời gian đó mấy đứa phải thật sự rất ý mắng á. Nếu mà không muốn phiền phức cho bản thân của mình, chị đoán như vậy, tại vì chị không ủng hộ việc mà làm. Ủa, vậy sự nghĩ là em sao, em ước mơ làm ca sĩ mà bây giờ em không được làm ca sĩ, em buồn lắm. Thì ý của chị là em phải chịu thôi. Cái lúc mà em ấy em sướng thì ai đâu. Thôi chị, nó khóc nữa rồi kìa. Trời. Chị em ơi, đừng có lừa tôi nha, tôi cứ đi mua quen thử thái đi. Em ơi, chị đã bị lừa rồi. Em với Sarah đang tham gia chương trình 24 giờ thử yêu ạ. Chị ơi, em giả khóc mệt quá chị ơi. Nặng lắm luôn á. Ơi. Bóp đi nha, giận chị giận hai đứa đó. Thôi. Chị ơi, chị đừng giận em, tại vì người đưa ra ý tưởng là gọi cho chị là anh Tùng chứ không phải em. Thôi Thương, bữa sau mời đi ăn nha. Mời một bữa rất là lớn luôn. Trời ơi, cứ mấy giận rồi. Theo mình nhớ thì là anh chị Emma không phải là một người gọi là quá dễ bị lừa như thế, nên là ban đầu khi mà nói là gọi cho chị Emma thì cũng hơi khá là lo sợ là chưa bắt đầu thì là chị Emma biết hết. Nhưng mà không biết tại sao tự nhiên hôm nay
Gọi điện cho chị Emma thì chị Emma rất là ngơ và rất là ngác luôn, kiểu nói gì cũng tin hết trơn luôn. Nên là khi mà chị Emma nói chị Emma tin thì cũng hơi bất ngờ, và còn được chị kiểu khuyên này khuyên nọ để làm sao mà khi mang bầu nữa. Nhưng cái việc mà nãy nói với Emma là Sarah có bầu, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau hoàn thành cái buổi hẹn hò hôm nay bằng cách là sẽ thử mức độ hiểu ý trong giai đoạn chuẩn bị đi sinh và có con. Hai bạn hãy đến shop mẹ bầu và em bé Kid Plaza chọn những món đồ theo yêu cầu của chương trình. 1. Chọn ra 10 món đồ cần thiết trước khi sinh. 2. Hãy lựa chọn các món đồ cần thiết để chuẩn bị tắm cho trẻ sơ sinh theo đúng tuần tự. Ok, bây giờ mình đã hẹn hò rồi, mình đã uống cà phê rồi, mình đã... Bây giờ mình chuẩn bị đẻ rồi. Nói chung là bây giờ anh với em sẽ thử cái thần giao cách cảm của nhau khi mà hẹn hò với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay phiên nhau, từng người sẽ đi chọn ra 10 món đồ mà mình nghĩ là sẽ cần nhất trước khi sinh em bé. Chứ có nghĩa là khi mà đón em bé về, cần tiền, đồ vật ấy, là vật có tiền thì có sẵn rồi, giờ phải mua cái gì cho em bé để đón em bé về nhà. Trước khi sinh em bé thì giờ mình cần cái gì, thì anh với em sẽ thay phiên nhau coi là cái ý tưởng của mình, những cái mà mình nghĩ ra có giống nhau hay không, để coi chúng ta hợp nhau có tới bao nhiêu phần trăm. Ok, thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên mà Tùng nghĩ tới cái việc Tùng làm bố, lần đầu tiên bước vào, biết cảm giác bước vào một cái cửa hàng trẻ em, mua đồ trẻ em như nào. Tại vì thông thường là ngày xưa đi mua đồ thì toàn là ba mẹ mua cho thôi, và hình như là cũng mình cũng quá quá lớn để mình nhớ là ngày xưa là mình lúc còn nhỏ mình xài gì rồi. Tùng nghĩ Tùng với Sarah cũng phải giống nhau tới 8 món nữa. Cái điều cần thiết nhất cho em bé lúc nào cũng cần thiết nhất luôn, tã. Cái thứ nhất mà Sarah muốn mua là tã sơ sinh, tã dán đó, có chữ sơ sinh luôn. Và em bé mới sinh ra thì sẽ cần cái bao tay. Cưng quá. Cái này cưng quá, em sẽ chọn màu hồng. Hồi xưa ở nhà Tùng á, năm Tùng 10 tuổi thì có đẻ ra một đứa cháu, thì đứa cháu đó là nhỏ hơn Tùng khoảng 7-8 tuổi gì đó. Thì Tùng nhớ thời gian đó là nhà có mua, đầu tiên là tã nè, thứ hai là sẽ là nôi em bé. Nôi thì bên kia để sau đi. Bây giờ mình sẽ cần sẽ mua sữa tắm em bé. Lựa được hai món đồ. Nón, mũ cho em bé. Cái này đi, xinh quá. Bé sẽ phải uống sữa, thì mình phải tìm bột sữa. Cảm ơn anh. Bốn thứ rồi. Hồi xưa hay thấy nhiều người hay mua cái phấn này nè, xong rồi chà lên mông em bé, không biết là để làm gì, nhưng mà cứ mua đi. Ngũ cốc thì em bé sẽ còn quá nhỏ để ăn ngũ cốc. Ba món này thì khả năng trúng hơi cao nè, nhưng mà mình sẽ cần một món đồ chơi nha. Giờ cứ lấy một món đồ chơi tượng trưng thôi, tại vì em bé thì thường là chơi rất là nhiều đồ chơi, nhưng mà mình cứ lấy là món đồ chơi là tượng trưng cho những món đồ chơi mà mua cho em bé thôi. Ti giả, ti giả đâu nhỉ? Loại này cưng quá này, mình sẽ mua loại này. 5. Bình sữa, loại này mềm cho bé sơ sinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, còn 4 đồ nữa. Em bé sẽ cần gấu bông. Bé thỏ đi. Mình là thỏ, cốc cốc ai gọi đó. Khi bước vào đây thì mình thấy đồ dùng cho em bé thật sự gọi là cái loại á, nó rất là nhiều luôn. Từ tã đến giày, dép, mang nón rồi vớ đồ ăn, thức ăn rồi thấy cả bồn cầu nữa. Tại vì là Sarah là không phải là một người mang bầu, nên là Sarah không có biết là phải chuẩn bị cho trẻ em như thế nào nó mới tốt nhất. Khăn ướt chắc cần á. Tại vì mấy bé khi mà ăn á thì ba mẹ hay rất là lấy cái muỗng mà mớm ấy, mớm rồi rất là dễ bị chảy ra miệng, thì thôi hay dùng cái này. Nước rửa bình là 6, bình sữa, bình sữa là 7. Đây, vũ khí bí mật của mọi em bé. Bé sẽ cần khăn ướt, nước tắm, thảo dược. Ủa, em bé sơ sinh được tắm chưa chị nhỉ?
bé sơ sinh được tắm rồi nha. Loại nào dành cho bé sơ sinh? Tất cả các dòng này dành cho bé sơ sinh. À, và em nhớ là bé sơ sinh chưa có tự đánh răng được nên là cần cái loại này là tưới lưỡi không? Hoặc là có loại này thì nó sẽ có nước tưới lưỡi trong này cho mình luôn nha chị. Hoặc là mình có thể mua cái tưới lưỡi riêng và cái này là nước tưới lưỡi riêng cho bé. À, ok. 10, đủ rồi. Bao nhiêu món rồi nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xe đẩy. Xe đẩy là 9. Chết rồi, đang phân vân quá. Cái này không biết cái này có phải có bô không mọi người hả? Đây là cái bô đúng không ạ? Đây. Chúng ta có một cái bô rất là hiện đại đây mọi người. Đây. Thực ra là em bé khi mà còn nhỏ quá thì không có tập đi, không có cho tập đi bô sớm đâu. Khoảng là tầm tuổi rưỡi 2 tuổi mới cho tập đi bô. Nhưng mà thôi cứ mua đi. Rồi, chúng ta đã có đủ 10 món ở đây. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu quá trình này nha. Đây là cái xe mua đồ cho con của anh. Anh nghĩ là tụi mình giống nhau cũng khá nhiều á. Từng món trước nha. Ok. Rồi. Thứ nhất là tả. Tả. Ồ, cùng loại luôn. Có một tả. Anh có mua gì nữa không? Khăn giấy ướt. Ồ. Khăn giấy ướt. Rồi. Rồi ok. Được hai món cùng nhau. Rồi anh có gì anh nói ra đi. Phấn em bé. Sữa tắm. Sữa tắm có luôn. Ok vậy sữa tắm cùng nhau. Rồi sữa tắm. Phấn em bé. Phấn em bé không có. Tại sao em lại không mua phấn em bé? Em mua mũ cho bé. Bé có thể đi chơi phơi nắng. Ok. Ok. Rồi. Ủa bé sao sinh đeo được mũ mà. Ok rồi tiếp. Đây là một vũ khí bí mật cho tất cả các em bé. Gì? À. Có không? Có không? Có. Yeah. Rồi. Đây là một cái sự nhầm lẫn mọi người à. Tùm tính mua ti giả mà tùm không biết cái này là đó mình sẽ ok thôi bỏ qua cái này đi. Tại vì cái đó là thay thế cho cái bình sữa. Còn cái của em là cái ti giả. Ờ ti giả. Ok rồi không biết. Nhưng mà cái này không được tính đúng không? Ờ. Ok rồi bỏ qua. Ok rồi. Nhưng mà anh với em cùng với nhau cái này. Bình sữa là tính cái này. Ờ ok. Rồi tiếp anh có cái gì? Cái này thì anh không biết em có mua không. Cái này là cái nước rửa bình của em bé. Nước rửa bình thì em không có, nhưng mà em mua những thứ khác. Nè, em bé sẽ cần gì? Bột sữa. Bột sữa cho bé sơ sinh. Để mình pha, mình mua cái bình làm gì? Để mình pha sữa cho bé uống đúng không? Ừ. Đúng không? Cái này đúng nè. Rồi. Em thấy mấy bé sơ sinh hay đeo bao tay cho ấm tay. Mấy bé sơ sinh hay đeo bao tay. Và anh có biết là bé sơ sinh chưa có đi đánh răng được, bé sẽ cần cái rơ lưỡi để mà đánh răng, thì cái loại này nó vừa có cái miếng lau và vừa có cái nước rửa luôn. Em tưởng là anh sẽ hiểu rõ về em bé lắm, em tưởng là anh sẽ mua tốt hơn em. Đây món. Rồi em còn món nào nữa không? Không em đủ rồi. Anh còn món quan trọng nữa nè. Đó hả? Cái xe đẩy. Thôi đúng rồi. Hợp lý. Rồi vậy tính ra mình được bao nhiêu món đây? Bốn món chừng nhau. Rồi hết. Rồi, Tùng và Sara đã có 4 món chùm nhau. Hơi buồn đấy. Ít nha là em nghĩ là sẽ qua được một nửa. Anh cũng nghĩ là phải. Và em còn một. Em thậm chí em còn nghĩ là tại vì anh rất là thích em bé nên là em sẽ anh sẽ biết rõ hơn, anh sẽ mua tốt hơn, mà ai dè mua nhầm không à? Không biết anh chưa phân biệt. Mà mua đồ chưa cần nữa. Anh chưa phân biệt được giữa trẻ sơ sinh với trẻ. Ok. Tùng cũng phải công nhận là nếu mình là một ông bố thì mình sẽ là một ông bố rất là dở. Có nghĩa là khi mà đi xuống mở những cái gì mà Tùng mua với Sara mua ra thì đúng là Tùng có mua một vài món chưa có cần thiết thiệt, có nghĩa là bô hay là cái con vịt để mà em bé chơi, thì đúng là em bé thì không có được chơi đồ cứng, thì đúng là hơi bất cẩn ở cái khoảng đó. Và cũng phát hiện ra là Sara có vẻ là một cô sau này thì có thể khả năng Sara sẽ là một cô vợ tốt, một người mẹ hiền. Thật ra ban đầu em cũng không nắm bắt được cái từ sơ sinh là gì, nhưng mà sau khi hiểu rồi thì em thấy việc mua đồ rất là dễ dàng. Chắc là anh Tùng chưa có hiểu rõ được sơ sinh là em bé mới được sinh ra, là mới được sinh ra luôn, là chưa có mấy tháng tuổi mà mới được sinh ra một hai ngày gì đó, hoặc là ba bốn ngày một tuần gì đó chẳng hạn. Thật ra thì có thể làm việc mua đồ thì phụ nữ lo, nhưng mà em thấy anh Tùng gọi là sẽ là một người bố rất là tốt, tại vì thích đùa giỡn, cười nói chuyện và thích chơi game này nọ, thì chắc chắn là lớn lên sau này sẽ chăm con rất là tốt. Mình đã hoàn thành xong
nhiệm vụ này và nhiệm vụ tiếp theo để nói về cái sự hiểu ý nhau của hai đứa mình. Thì anh với em sẽ đi mua đồ tắm cho em bé, đồ dùng để tắm cho em bé sơ sinh. Sơ nhớ sinh. Nha, nhớ từ sơ theo, sinh nha. Theo đúng thứ tự. Theo đúng thứ tự. Ừ. Ok, khi mà nhắc tới tắm thì chắc chắn là ra nghĩ là mọi người đều nghĩ tới cái từ này đầu tiên, đó chính là từ bồn. Ở đây Sara có thấy bán bồn đây. Bé sơ sinh nên là chắc là chỉ cần nhỏ tầm này thôi ha. Khi có bồn rồi thì mình phải có nước tắm. Thật ra là Tùng mù tịt về cái khoản này. Tại vì hồi nhỏ cứ bị mẹ kêu là kiểu không ăn ngoan là mẹ sẽ bỏ vô máy giặt cho xoay cho tắm. Thì nói chung là đồ tắm em bé thì Tùng cũng nghĩ là mấy cái bông này nọ thôi. Nhưng mà hiện tại thì không có hành Sara đây nên Tùng sẽ sợ thử. Tùng sẽ ăn gian xíu. Đây, hướng dẫn các bước tắm cho trẻ sơ sinh. Chuẩn bị dụng cụ, hai chậu tắm, nước ấm, khăn xô nhỏ, khăn tắm sạch, sữa tắm cho trẻ sơ sinh, áo, tã sạch. Ok. Cái này cũng được đúng không chị? Đúng rồi chị, cái này là tùy mùi. Tắm xong thì phải làm gì? Phải lau. Đúng rồi, có khăn. Bé sơ sinh chưa có tóc đúng rồi, phải lau. Cảm thấy mọi việc rất là thuận lợi. Khăn tắm. Chắc là mình sẽ phải mua lại cái sữa tắm. Khăn tắm, sữa tắm, lại một lần nữa mình sẽ mua phấn. Tại vì thường là sau khi tắm cho em bé là sẽ thoa cái phấn thơm này sau khi mà lau sạch người cho em bé. Ok. 2, 3. Anh, tại sao? Cho em hỏi à? Mình muốn đi tắm thì mình phải có cái gì? Cái khăn. Có cái bồn. Hiểu không? Anh không có bồn làm sao anh tắm cho bé? Nhờ. Anh phải nghĩ tới đầu tiên chứ. Không, cái bồn giấu tít trong đây anh không nhớ được. Trời ơi. Bồn là quan trọng nhất nè. Nhưng tại sao anh lại mô tả? Tại vì là em tính hỏi anh luôn là đối với anh thì cái việc tắm, cái quá trình tắm của anh như nào? Ý là anh tắm xong anh cũng phải mặc đồ vào đúng không? Chứ anh không thể nào mà tắm xong anh cởi trần anh ở được. Hay là anh ở trần? Tại vì em tại nghĩ vì cái việc tắm cho em bé là trước khi đi ngủ. Nên là em tính tới cả cái việc mặc đồ cho bé luôn. Chứ không thể để bé ở trần được, lạnh lắm. Tại vì anh đang tính tới cái trình tự tắm á, ý là sau quá trình tắm rồi anh không có tính tới. Vậy hả? Thì bây giờ mấy cái này em sẽ bỏ qua trước. Cái đó là khăn đúng không? Khăn đúng rồi. Khăn, ok, giống nhau một rồi, cái khăn. Cùng loại khác màu. Rồi, ok. Sữa tắm, hai. Sữa tắm rồi. Rồi anh mua gì? Phấn em bé. Tại sao em cứ bị quen như đấy nhở? Nhưng mà anh bôi phấn cho em bé làm gì trong khi anh có cho bé mang tả đâu? Không, bé không mang tả, bé không cần phấn. Nó sẽ làm da bệ. Nhưng mà anh tính cho bé ở trần hay sao? Anh bôi phấn là anh phải cho bé mặc đồ chứ. Thì cái bước cuối cùng trước khi cho bé mặc đồ thì anh nói là anh tính từ quá trình tắm mà. Có nghĩa là tắm xong trước khi bé mặc đồ vào, okay, là phải sau cái đó còn gì nữa? Khăn, tại vì khăn này cần rất là nhiều loại khăn. Có nghĩa là khăn này là để sau khi tắm. Anh search Google đúng không? Tắm. Anh search Google đúng không? Hả? Anh search Google đúng không? Sau khi tắm mình sẽ quấn cho em bé. Rồi cái này là mình sẽ gọi là lau tóc cho em bé. Cái này là lau mình. Còn cái này là quấn xung quanh người em bé. Còn em mua cho bé dưỡng da massage. Nói chung là cũng là dưỡng da nên là mình tính chung là một. Ba món. Và em tính tới cái khúc là em cho bé mặc đồ mà em nghĩ lại bé mặc đồ thì bé phải mang tã nên là em mua luôn tã và đồ. Ok. Và ok. Em mua cái quần sao, thì bé sao? Nữ hay bé nam gì đều mặc quần. Ok, không sao. Tại vì anh mua cũng ít món, anh quên mất cái này. Anh quên mất cái thau, anh còn nghĩ ở đây không có bán á chứ. Hiện tại thì ở cái phần hiểu ý đầu tiên thì Tùng với Sara đã trúng được 4 món và lần sau là 3 món. Thì tổng cộng là Tùng với Sara đã được 7 món giống nhau. Thì ra cũng khá là trùng mà. Cũng làm bố tạm mẹ được rồi đấy. Cũng bắt đầu sinh con đẻ cái được rồi đấy. Em có nghe cái câu mà đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn không? Không biết nhưng mà nói chung là em hiểu ý anh rồi. Rồi đó. Em hiểu rồi. Bây giờ thì anh và em sẽ tới cột mốc cuối cùng của ngày hôm nay. Giây phút quyết định của ngày hôm nay. Nhưng mà đó là cái gì thì
đi đi chắc biết. Phải đi rồi mới biết đi. Okay.